Tấm lòng ân sư tế công hoàng Phật. Tháng 7 năm Dân Quốc 67. Đồ Nhi à, xưa kia các con ở thiên đàng mà lưu lạc xuống hồng trần, kết quả một đi không còn bóng hình, đầu thai xuống hồng trần. Tới hôm nay có thể tương phùng hội ngộ, gặp lúc đang phổ độ, các con ở Lý Thiên đều đã lập nguyện mà tới. Nhưng tới thế giới đầy màu sắc này rồi, lại mê muội nơi đất khách quê người. Hôm nay có thể cùng nhau gặp mặt, lão sư gặp các con mà giống như trong giấc mộng. Là mộng phải không? Kỳ thực không phải là mộng, mà là các con đã quên mất rồi. Phật tánh của các con vốn rất là sáng lạng, vốn rất là lấp lánh. Lấp lánh tại cung vô cực, lúc đó nhàn rỗi vô sự, các con làm tiên, đều là anh chị em, vừa cưỡi rồng cưỡi phụng, tiêu diêu nơi động thanh hư. Nhưng hôm nay các con đều mê muội rồi, tất cả đều đã thành không. Nghĩ các con rời thiên đường lưu lạc hồng trần, thật không dễ gì mới tìm được các con. Dẫn bảo sư dắt con tới Phật đường, thân đã mang đầy tội nghiệp, trược khí xung thiên. Lúc con bước vào Phật đường, tứ đại kim cang, bát đại thiên vương không dễ gì cho con bước vào. Có nhiều người vào được rồi, có nhiều người vào rồi lại quay về, thật không dễ gì cầu được đạo. Lúc con muốn cầu đạo, lão sư ta vô cùng khẩn trương, lo con không thể qua được cửa ải này. Ta lãnh mệnh của lão mẫu, phải phổ độ tam tạo, ta đương nhiên phải tận tâm tận lực không nghỉ ngơi. Thầy đã giáng thế qua làm người, làm qua hòa thượng, ta hiểu được làm người ở nhân gian thật là khổ. Thầy ở thiên đường, hiểu được sự tiêu diêu khi ở thiên đường. Thầy cũng từng trải qua dưới địa ngục, hiểu được địa ngục thật đáng thương, không nỡ để chúng sanh luân chuyển khổ hại, trầm luân địa ngục, mới phát thệ nguyện phổ độ chúng sanh. Hy vọng con đều có thể trở về thiên đường. Thầy muốn kêu gọi con, sợ con không cách gì thể hội tâm ý của lão sư. Lão sư có lúc phải chui rèn con, lại sợ con chịu không được trắc trở mà bỏ cuộc. Lão sư có lúc muốn yêu cầu con, lại sợ con không vượt qua được. Lại đối với đạo có tam tâm lưỡng ý, mất đi niềm tin. Mỗi lần gặp mặt chỉ có thể an ủi, khuyến khích, động viên, giúp con vui vẻ, giúp con có tinh thần. Lúc các con phát hiện Phật tâm, lúc muốn độ mình độ người, trong lòng lão sư vô cùng vui mừng. Lúc các con thiên lý và nhân dục đấu tranh, thấy nội tâm các con tranh đấu, trong lòng lão sư vô cùng xót xa. Lúc các con chiến thắng bản thân, lúc minh tâm kiến tánh, phải trải qua biết bao gian khó. Các con độ người tốn biết bao nhiêu tâm huyết, dùng biết bao nhiêu tiền, trải qua biết bao nhiêu khó khăn, chịu biết bao lời hủy báng mới được như ngày hôm nay. Các con có biết thân phận của mình không? Hiểu được trách nhiệm của mình không? Luận tiên thiên, luận thánh sự, trách nhiệm các con là phải độ tận chúng sanh mới đạt bổn hoàng nguyên, khiến chúng sanh thoát khỏi sanh tử, trở về lý thiên. Luận hậu thiên, luận nhân sự, trách nhiệm các con là phải hoàn thế giới đại đồng. Hai trách nhiệm này đều nặng nề như nhau, làm sao con có thể xem thường. Các con cái gì cũng đều hiểu,
làm việc gì cũng không nên quá cứng nhắc. Nhìn lại quá khứ của thầy trước kia, phải trải qua biết bao khảo nghiệm. Vì quốc gia, vì chúng sanh, các con phải có chí hướng hy sinh tiểu ngã, quyết tâm hoàn thành càng nhiều đại ngã. Thành thánh, thành hiền, không có cách nào khác ngoài hai từ hy sinh. Các con thử nghĩ, từ lúc cầu đạo tới nay, các con hy sinh cái gì rồi? Thế giới đã loạn tới nước này, vũ khí khoa học vô cùng khủng bố, có thể đạt được hòa bình chăng? Các nhà khoa học chuyên tâm nghiên cứu, họ tập trung phát minh ra vũ khí khoa học, sớm muộn gì cũng phải dùng tới. Lúc đó thân con quy về đâu? Thật khó mà các con chịu tình nguyện tận tình phải không? Tại sao không tìm con đường cứu vạn, giảng đạo đức, thuyết nhân nghĩa? Mỗi người tận cái tâm này, tận hết sức lực vãn chuyện thiên hạ, khiến cho hạo kiếp tiêu diệt. Nếu như thế giới này không hòa bình, nhân loại đã cận kề với loài cầm thú. Đừng trách ơn trên phẫn nộ, đừng trách ơn trên giáng hạo kiếp. Mọi sự đều có nguyên nhân, hưng hay suy, tất có quả báo. Các con có chí hướng không? Đem văn hóa đạo lý truyền bá rộng ra. Các con có nghĩ thử tới hạo kiếp của thế giới sau này không? Việc của mỗi người là nhỏ, tính mệnh của chúng sanh mới là đại sự. Đừng tham luyến huyễn hóa trước mắt, tham luyến hưởng thụ, tự mình say mê. Chỉ cần con thật tốt bàn đạo, thay lão thiên độ hóa chúng sanh, tương lai sau này con không thể ngờ tới được. Các con chẳng phải là liệt nữ bên cạnh Quan Âm đại sĩ sao? Là môn đồ tài hoa của Khổng Tử, có người là thập đại đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, 500 La Hán giáng thế. Các con thừa nguyện mà tới thì phải liệu nguyện mà trở về. Con có biết được trên trời có biết bao thánh thần đang đợi con? Trên trời có biết bao giáo chủ đang kỳ vọng tiền đồ của con? Hãy ghi nhớ bổn tánh của các con. Sự việc trọng đại dễ dàng này không đi làm, oan khiếm của 60.000 năm kiếp này liễu, có biết không? Các con đã hướng theo con đường thánh hiền mà đi, cần phải sớm hoàn thành chí hướng. Các con đừng lại hàm hồ, đừng lại tùy tục. Các con có nghĩ tới lời nói của các con sẽ được truyền tụng không? Các con có nghĩ nhục thân này được khắc kim thân? Con có nghĩ tinh thần của con sẽ vĩnh viễn không chết? Con phải thật tốt đi làm, thật tốt đi làm, thành sự thực viên mãn nhất. Đây là tâm nguyện lớn nhất của thầy. Vui vẻ của đời người dù có nhiều đi chăng nữa, niềm vui vô cùng cũng chỉ có một, là cái gì? Xả kỹ vì người. Đây mới là niềm vui lớn nhất. Giống như tế công ta, bình thường mặc áo rách, đi giày rách, chỗ ngồi là tảng đá lớn, ngủ dưới gốc cây. Niềm vui này ai có thể hiểu được? Ta tuy giả điên, giả khùng, nhưng ta tự cảm thấy vô cùng tiêu diêu tự tại. Trăng thanh gió mát, ca hát vui vẻ, xem nhẹ danh lợi, một lòng vì chúng sanh, mang tâm của trời đất, cùng chúng sanh lập mệnh, lấy ngũ hồ tứ hải là nhà, lấy trăng thanh gió mát làm bạn, thật là thanh tao thoát tục. Các con thì sao? Càng đạo phải có cốt khí, khôn đạo đừng có kiêu ngạo. Từ xưa tới nay làm thiện là mạnh nhất, người có đức nhân là vô địch, nhân là thiện nhất. Nghe có hiểu không? Phải xung thực chính mình, trui rèn chính mình. Hiện tại khiếm khuyết lớn nhất của xã hội là gì? Là ái tâm. Vì chỉ cần con có đủ ái tâm, không có việc gì là con không thể hoàn thành. Chỉ cần con có đủ ái tâm, không thể không cảm động được người. Hy vọng các con cùng bồi dưỡng sức mạnh sung mãn,
lòng thương yêu vô bờ đi tạo phúc cho quần sanh, đi chiếu sáng những nơi tăm tối. Người người đều cảm thán xã hội hắc ám, nhưng không có người nào vì xã hội ác ám thắp đèn chiếu sáng xã hội. Vì vậy họ chỉ biết than thở nhưng không đi cứu thế giới. Con cứu thế tất cần thiết pháp điểm đèn, chiếu kiến chính mình, cũng chiếu sáng chính mình. Đây gọi là cứu thế. Than thở không giống như cứu thế. Cứu thế không như điểm đăng. Ghi nhớ lúc con gặp khó khăn, đừng ngồi than thở, mau chóng đứng dậy đi giải quyết. Đừng lỡ mất thời gian, cảm thán chỉ tăng thêm đau khổ. Các đồ nhi, tu đạo phải có lòng tin, đối với tiên Phật phải có lòng tin, đối với quốc gia phải có lòng tin, đối với dân tộc phải có lòng tin, đối với nhân thế phải có thành tín. Chữ tín này có thể vượt qua được rất nhiều khó khăn. Chúng ta tới hoàn thành sứ mệnh để tận trách nhiệm, không phải tới để hưởng thụ, có biết không? Phải nhận thức sứ mệnh của chính mình, thật tốt đi làm. Hồi thiên giao mệnh, sinh mệnh có hạn, phải lập danh, không phải vì bản thân, mà vì làm vinh hiển tổ tiên. Các đồ nhi, các con đều là cốt cán của đạo trường, đều là âm thầm vì đạo trường, không thể trực tiếp cũng là gián tiếp lèo lái pháp thuyền. Chúng ta đều là xa gia đình mà tu đạo, tìm nguyên thai Phật tử. Các con tận tâm, thường xem cái này, không lúc nào thầy không đau đớn tâm gan. Nước mắt ta thấm ướt áo, ta thẹn lòng với các con biết bao, vì không thể tận tâm thành toàn từng người. Hy vọng các con phải tự lập tự cường. Chúng ta tu đạo tu tâm, bàn đạo tận tâm. Ta không đàm luận dài ngắn với người, chúng ta không tranh giành thắng thua với mọi người. Chúng ta vứt bỏ bản thân để viên dung thập phương. Chúng ta là cây cầu giữa biển khổ và Tây phương cực lạc thế giới, chịu để người chà đạp và hủy báng. Chúng ta phải cúi thấp đầu, lý chân khí tráng, dù bị oan khuất vẫn như. Chúng ta đạo niệm kiên cường, chúng ta không hy sinh vô ích, chúng ta không tới nhân thế gian một cách uổng phí, chúng ta không uổng phí thời gian. Một người liên hệ đến biết bao sinh mệnh, xem trọng chính mình, không được do dự, không tự chịu chướng ngại bản thân, lập nên một mục tiêu chính xác, khiến cho hàng ngàn người được thấm nhuần thiên ân, giúp cho hàng ngàn vạn người thoát khỏi biển khổ, giúp cho ngàn vạn cửu huyền thất tổ được chiêm quang. Hy vọng các con thanh dung ở đạo trường, ơn trên lúc nào cũng hoan nghênh con, chúng sanh lúc nào cũng đối với con có sự khát vọng. Hy vọng cùng chiêm được đạo quang của chúng ta, hy vọng cùng chiêm được hạnh phúc. Cho dù con và ta là vì sao hay là ánh trăng, đều là nguyên lãng của Bạch Dương Hội, hà tất phải phân bì. Có duyên có phần cùng ra tay, cùng khai chế thánh nghiệp, cùng lèo lái pháp thuyền, cùng làm đẹp thế giới, cùng làm đẹp tâm linh. Đừng do dự, đừng mê hoặc. Chúng ta phải tự phấn đấu, chúng ta phải phấn đấu tiến về phía trước, đi thẳng tới hội Long Hoa.